Chụp chưa? Lúc nãy Hòa không vào chụp cùng với khóa à? Chụp rồi gì? Chụp rồi. À, quay lại tí. Chụp rồi. Chào Yến, chào, khỏe không? À, mình khỏe. Cảm ơn, vui quá, tôi không ngờ tôi về được đợt này. Chụp cả lớp luôn. Chụp chứ, đến đây là chụp ảnh mà Sơn. Vâng, đến đây chụp ảnh mà. Được, tôi quay lại, Hòa nữa. Bài ơi, mình đi theo lớp nào? Các bạn rồi, Hòa đứng đây cho một kèo vào đây. Ok. Đây đang còn đi trực tiếp lớp A. Sao nhóm mình mà mấy mình đi. Đại kết là một cái nhà chùa cửa bình thường cái nhà đấy. Lúc đó có năm con gái thì nó nhà đấy. Một câu chuyện cảm động và rất thật và từ cuộc chiến tranh, cậu hiểu chưa? Cuộc chiến tranh nó làm cho người ta nhiều khi là ơi hấp tiền rồi mới ra rồi hấp tiền. Không khí lễ hội quá nhỉ, rất là không khí lễ hội hả? Chào nhé. Suốt cả một buổi chiều không đến 2 tiếng nữa sau thời gian được kết luận rồi, đây là một phần chào vớ vẩn. Thank you.
tính ra đi gia đình là đạp xe đạp đấy. Nói khỏe. Người này cũng cùng quê, cũng gần nhà, cũng nghe bảo thế này anh miếng còn anh làm cả công nước. Đây thích chưa chứ mày cứ nằm nhà mày chơi. Nó còn đi đêm mà sao nó ra ngày như nó về. Có chữ vai chạm vào nhau nghe. Cảm ơn quay lại. Ô đẹp quá. Bây giờ này đúng rồi. Đúng là bây giờ này, bây giờ chim 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 đi ăn. Đấy. Đẹp quá nữa. Lượn đi lượn lại này. Nó bảo vệ không ăn bắt được nó đâu. Cái này nó bảo vệ. Chim kinh từ năm thứ nhất đến năm thứ sáu và lại trải qua 50 năm bị một tù tại địa vùng đất Ninh Bình. Hôm nay cây thứ một. Thực ra mà nói với quý vị là như thế này. Thì cần gì nó còn ngay hồi lớp vượt quá. Và kỳ nghề 125 năm. Thì là từ là Hà Nội, Việt Nam. Thì tôi thế này như vậy là nó rất có một. Các bạn là phụ nữ. Mà không biết như thế nào cả. Thì ra như vậy là tôi là làm mấy gì công thông. Đấy. Thì lâu nay thì thôi, tức là thời kỳ sinh viên. Nó không phải phẩm chơi hơn bài ra như thế đâu. Tôi chỉ mong tài.
mục luôn ạ. Rồi xin mời tiết mục tiếp theo, tiết mục nhảy ạ. Bé đây, bé đã khỏi quay nhiều lắm rồi. Bé đây.
anh Thái, quay anh Thái.